Dinh thự trong phòng, tập 6. Đang xem gì mà chăm chú vậy? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy phía trước có người. Cô muốn học nấu ăn sao? Đúng, lớp trưởng định tổ chức buổi khảo sát dã ngoại. Cậu ấy muốn tôi qua nhập cùng mọi người. Tô Bính Quy. Tô Bính Quy sao? Cậu ấy thật tốt với cô. Con người cậu ấy rất tốt, luôn rất quan tâm đến tôi. Lần này cậu ấy bảo tôi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho mọi người, chính là để tôi và mọi người có thể hòa hợp hơn. Nhưng tôi muốn chuẩn bị cơm hộp như vậy càng có thành ý hơn. Cơm hộp sao? Cô xem những thứ này lại không phù hợp để mang đi xa và giữ được lâu. Anh nói cũng có lý. Vậy nên phải làm gì đây? Làm bánh nướng. Bánh nướng? Tôi không biết làm. Trương Quynh, anh biết làm bánh nướng sao? Vừa hay tôi biết làm. Vậy anh dạy tôi đi. Được thôi. Cậu xem cái này. Tôi thấy cái này cũng được. Nhìn xem. May mà cậu còn học kiến trúc. Cái này người ngoài nhìn vào cũng được. Cậu đừng quên, lớp mình còn có rất nhiều đại thần đó. Họ chắc chắn sẽ cười chúng ta mất. Cậu chính là đại thần. Được rồi, nhanh tìm đi. Lần này chúng ta nhất định phải để Tiểu Bùi hòa nhập cùng tập thể một cách thuận lợi. Vậy vất vả cho lớp trưởng rồi. Không đâu, đều là bạn học cùng lớp cả mà. Cậu biết gần đây có một quần thể kiến trúc rất được mọi người săn đón. Nghe nói trên đó có nhiều tác phẩm của những đại sư dương chú. Loại hình đó chắc chắn ta không bị các bạn lớp chúng ta tìm ra khuyết điểm. Tôi thấy cái này được đó. Ở đâu vậy? Ngày mai tôi qua đó xem thử. Vậy ngày mai cùng nhau đi. Được đó. Được rồi. Được rồi, chúng ta nhanh đi trả sách thôi. Được. Hai cậu ở đây thì thầm to nhỏ gì vậy? Bài đánh giá tổng hợp hôm nay đã có kết quả chưa? Nè Lưu Vi Vi, cậu có thể đừng nhắc đến thành tích của cậu mãi được không? Cậu có thể quan tâm đến thứ khác được không? Những chuyện khác có thể liên quan đến tôi không? Tại sao tôi phải lo chứ? Nhưng Vi Vi, kết quả đánh giá vẫn chưa có. Đợi có tin tức tôi sẽ nói cho cậu biết ngay. Bao nhiêu năm bạn bè với nhau vẫn không có chút tình người nào. Điều này cũng bình thường. Không phải tất cả mọi người đều như cậu, quan tâm bạn bè như thế đâu. Cậu chẳng phải cũng vậy sao? Được rồi, chúng ta nhanh đi trả sách thôi. Được. Bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Nướng bánh. Nhưng trước đây tôi chưa từng nướng bao giờ. Tôi chỉ biết nấu cơm. Có thể cho tôi cơ hội làm bếp chính một lần không? Bếp trưởng phê chuẩn. Được. Hành động thôi. Chỉ có một cái thôi. Không sao. Đợi tôi một chút. Cô đi chuẩn bị đi.
Bạn học Tiết Nham, cậu đã nhận được thông báo của lớp trưởng chưa? Nhận được rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đi dã ngoại, không có kinh nghiệm gì, mong cậu giúp đỡ. Không phải dã ngoại là khảo sát kiến trúc, làm gì mà phải nghiêm túc vậy? Cậu đã từng làm qua việc gì nghiêm túc chưa? Bây giờ tôi đang rất nghiêm túc đây. Vậy phiền cậu tiếp tục ở đây nghiêm túc đi, tôi còn có việc. Dù gì, tại sao mỗi cái bánh của bếp chính quy cách lại khác nhau như vậy? Nấu nướng là nghệ thuật cá tính. Trên thế giới sẽ không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau. Bánh nướng cũng vậy, nhưng khác nhau xa quá. Cô thử xem, bánh tôi làm tuyệt đối ngon. Thế nào? Thế nào hả? Mặt anh kìa. Còn không phải gì cô. Nhanh, giúp tôi lau sạch đi. Ở chỗ này. Được chưa? Đã được chưa? Được rồi. Cô nếm thử trước đi, xem mùi vị thế nào. Ngon lắm. Đừng vội, uống ngụm nước đã. Số bánh này đều là của cô. Cậu có mang sạc pin không? Tôi mang một chiếc sạc dự phòng. Vậy dây đâu? Dây cậu cũng không mang. Cậu xem, cậu mang cơm hộp. Tòi sấy khô, trong biển sợi. Còn cá kẹo mềm. Dự đồ ăn như vậy, đúng là lợi cho đám người vô ơn kia quá. Tôn Tinh cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà. Cậu ấy không muốn mọi người bài xích tôi, tất nhiên phải làm tốt một chút. Cậu cứ chờ mà xem, lòng tốt của cậu chưa chắc đã được báo đáp tốt. Nè nè, các cậu, cô cầm cái mic ồn ào như vậy, cô là hướng dẫn viên sao? Cậu, được rồi, mọi người đừng có ồn nữa. Tôi nói qua về vấn đề trước, hoạt động lần này của ta đều đã mua bảo hiểm cho mọi người. Mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Sau đó là đến điện thoại di động của mọi người, phải luôn mang theo bên mình để đảm bảo giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi. Đích đến lần này của chúng ta đã suy xét kỹ càng đặc điểm học viện kiến trúc chúng ta, hy vọng lần này có thể giúp được cho chuyên ngành của mọi người. Tốt, cứ làm vậy đi. Nói hay lắm. Còn chuyện tôi muốn nói đó là, lần này đi xa, bạn vừa nhậm chi đã chuẩn bị bánh nướng tự làm cho chúng ta, còn có cả kẹo mềm, nước hoa quả, một chút đồ ăn giặt. Vậy chúng ta hãy cảm ơn bạn vừa nhậm chi trước. Vỗ tay. Tôi thấy mọi người không quá hào hứng. Cái gì là thật, cái gì là giả, mọi người đều biết. Thế này đi các bạn, hoạt động ngoài trời lần này của chúng ta, các bạn nam nhất định phải giúp đỡ các bạn nữ nhiều hơn. Được rồi, nói nhiều quá rồi, mọi người hãy thắt dây an toàn vào. Được thôi, money, đồ của cậu có nhiều không? Nào đưa tôi cầm cho. Cậu để chỗ của tôi nè. Hay là chúng mình quay về đi, không phải chịu tức như vậy. Cậu cười gì? Có phải bị chọc tức đến ngốc nghếch rồi không? Cậu đó. Nhanh nhanh, đến nơi rồi. Hai người đi nhanh quá. Đến rồi. Cậu qua đó xếp hàng đi, bên đó. Đi, xuống đó xem thử. Các bạn, các bạn à, đây chính là đại tự đường của nhà họ Trần, là kiến trúc mang đặc trưng nhất của thôn cổ Phù Dung.
chúng ta hãy tham quan thật kỹ nha. Được. Mặt bằng thôn cổ Phù Dung hình dáng như hoa Phù Dung. Kết cấu quy hoạch của nó hoàn chỉnh. Đặc biệt là bố cục thức tinh bắt đầu của nó là kiến trúc điển hình kết hợp giữa kết cấu cổ đại và âm dương ngũ hành của đất nước chúng ta. Lưu Di Di, cậu chạy đến thôn cổ này để khoe khoang kiến thức sao? Cũng chỉ có những người không có văn hóa mới cười nhạo người khác nói chuyện. Có văn hóa, xem người ta kìa, mấy nghìn năm qua rồi, dù đều là một trường phái kiến trúc nhưng về mặt chi tiết đều không giống nhau. Không giống như một số người trong lớp chỉ biết sao chép. Cô nói ai chứ? Nói ai người đó tự biết. Bạn học đó, lần này phải cố gắng quan sát cho kỹ. Muốn sao chép thì hãy sao chép tác phẩm của các đại sư, còn tốt hơn sao chép của những học sinh chưa nhập môn như chúng ta. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Cô nói lại lần nữa xem. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Thế nào? Cậu có ý gì chứ? Ý cậu là gì? Buông ra đi. Buông ra. Các cậu làm gì vậy? Bớt nói vài câu đi. Không sao, tôi không sao. Thế nào? Còn cô nói cứng sao? Không biết phân biệt đúng sai. Cô nói ai không biết phân biệt đúng sai? Tiểu Bùi là kiểu người đi sao chép của người khác hay sao? Phán Phán, cậu đừng nói đỡ cho mình nữa. Cẩn thận bị người khác báo thù đó. Mandy, cậu không cần lo cho mình. Có những người chỉ có thể ở trong bóng tối chứ không thể lộ diện. Này, tôi nói con người cô nói nhiều như vậy sợ người khác tưởng cô bị câm sao? Cô nói cái gì chứ? Tùng tin. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Làm gì mất mặt lắm. Bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài trường. Có thể đừng để người khác chê cười chúng ta không? Đừng quên rằng chúng ta ra đây để làm gì. Được rồi, mọi người đừng giận nữa. Nào, ta tiếp tục tham quan. Không sao, đừng giận nữa. Tôi chỉ giận bọn họ nói cậu mình không sao. Hôm nay tôi lại rất có cảm xúc. Kiến trúc bảo vệ môi trường này, nó giống gì không phải một thứ gì đó hiện đại hoàn toàn. Cậu nói xem tổ tiên của chúng ta thông minh biết bao. Họ đã đào những hố nhỏ dưới lòng đất. Nó không chỉ trở thành hệ thống thoát nước, mà còn có thể làm cho không khí lạnh từ đó bốc lên, có tác dụng làm mát. Các cậu nói xem có phải rất trí tuệ không? Cái này đúng là có thật. Lý luận này của cậu đã hơi lỗi thời rồi. Tôi thấy kết cấu kiến trúc này đáng lẽ làm gương mẫu. Tôi thì lại rất thích bố cục ở đây. Các cậu xem đi, trang hoàng phía trong nhà phần lớn sử dụng không gian mở hai bên, hành lang thông suốt. Cậu sử dụng vách ngăn có thể tháo dỡ linh hoạt. Trang hoàng phía trong phòng lại vận dụng số lượng lớn rèm qua trang trí cửa. Vách ngăn hình thôi không chỉ có tác dụng hút ẩm thông gió, lưu thông không khí, còn tạo cảm giác ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ. Nhìn từ góc độ mỹ thuật rất đẹp, nhưng thực ra tôi lại rất coi trọng kiểu ứng dụng vật liệu mới này. Đợi đã, các cậu có từng suy nghĩ đến đem những kiến trúc này làm thành khu vui chơi giải trí không phát hiện ra sao? Bây giờ khắp nơi trên cả nước, đâu đâu cũng có những khu vui chơi giải trí giống nhau. Nhà cửa xây dựng cũng cùng một kiểu. Đúng, vì vậy đám người chưa từng sống thưởng thức và sáng tạo đó làm sao có thể làm kiến trúc sư được, đúng không? Tôi thấy chúng ta ở đây tham quan cũng tương đối rồi. Hay là chúng ta đến chỗ khác tham quan đi? Được, đi thôi. Đi thôi. Đừng để bụng nha. Làm gì vậy? Tôi thấy vừa rồi cậu nói rất đúng. Phương Trí Diễn, tôi thấy cậu cũng rất trượng nghĩa đó. Tôi vẫn luôn như vậy mà. Mới khen một chút đã phòng mũi rồi. Tôi vẫn luôn như vậy thật mà. Tiếc nham. Các bạn, chúng ta hãy cố gắng thêm một chút nữa, sắp đến nơi rồi. Lớp trưởng, gần đây có chỗ nào bán nước không? Chỗ này quá quang vắng, chắc không có đâu. Vậy phải làm sao? Cô mắng người khác đến mức khô cổ rồi sao? Cậu muốn tìm người để mua nước? Cậu bị điên rồi hả? Đừng nói đùa, đừng chắc với cậu ta. Vẫn ổn chứ?
sao không? Không được rồi, tôi không đi nổi nữa rồi. Chậm thôi, chậm thôi, cố lên, cố lên. Sao cậu lại cho cô ta? Cậu làm gì vậy? Chẳng phải cậu vẫn còn sao? Tôi không còn. Nhìn lên, chúng ta sắp đến nơi rồi. Mọi người cẩn thận một chút. Mọi người cẩn thận. Phương Trí Diễn, cậu sao rồi? Tôi chóng mặt. Cậu có sao không? Cậu nhanh lên, lên tôi cổng. Cậu có sao không? Khó chịu. Sắp đến nơi rồi. Không sao đâu. Cậu đỡ hơn chưa? Qua đó ngồi nghỉ lát đi. Từ từ thôi. Cậu nói xem, cậu cho người xấu nước làm gì chứ? Cô ta sẽ cảm kích cậu sao? Hại cậu còn bị trúng nắng. Cậu à, được rồi, chẳng phải mình vẫn đang ngồi đây sao? Cậu đó. Cái gì? Sư huynh, Chi Chi, trả cho cậu nước đây. Còn nữa, cảm ơn cậu nha. Không có gì, chúng ta đều là bạn học mà. Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt. Nhìn cho kỹ nha, các em nhất định phải chú ý mặt bằng, trang già, còn cả cột nữa. Chi tiết hơn một chút. Nhìn đây, nhìn xem thầy vẽ như thế nào. Mặt trước của căn phòng làm thế nào để vẽ giữa của nó, ở giữa của loại cột này, kiểu quan hệ kết cấu này. Nhìn cho kỹ nha. Làm gì vậy? Được rồi, cậu có thể ngồi yên học cho tốt không? Cậu hãy nghe thầy giảng bài đi. Hay đừng kể, tại sao nơi này thầy sẽ để chỗ này? Một sự chênh lệch về độ cao và mối quan hệ với môi trường. Đi tiếp, lại đến một căn phòng khác nữa. Nhìn xem, chú ý quan sát mặt căn phòng. Thầy ơi, hết giờ rồi. Hết giờ rồi sao? Vậy thì tan học thôi. Manny, chờ mình. Tại sao không thèm để ý đến tôi? Không đi, tôi mời cậu ăn cơm. Không muốn đi. Hơn nữa, bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn viết thư giấy, gửi WeChat không biết gửi à? Tôi quay mùa đến vậy sao? Có lẽ chiêu này của cậu có tác dụng với rất nhiều cô gái khác. Đáng tiếc tôi không nằm trong số đó. Đúng rồi, đúng rồi, tôi biết một khu vui chơi giải trí rất mới, chính là khu vui chơi giải trí mà lần trước tôi đã nói mang những kiến trúc cổ xưa đặc sắc hòa nhập vào khu vui chơi giải trí hiện đại đó. Khu vui chơi giải trí này đã tạo cho tôi một linh cảm. Cậu muốn đi tham quan một chút không? Thật đó, tôi là khách siêu VIP. Hai chúng ta không cần xếp hàng, còn được đi lối tắt siêu nhanh. Rất tốt đó, cậu suy nghĩ đi. Được rồi, để tôi suy nghĩ đã. Tôi cài đặt nhạc chuông chuyên dụng vì cậu, 24 giờ không tắt máy để đợi cậu. Bùi Nhậm Chi, Bùi Nhậm Chi, sao cậu không đợi tôi? Không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của cậu. Hai chúng ta có còn là bạn bè tốt nữa không? Ai là bạn bè tốt của cậu chứ? Cậu thôi đi, cậu nói cho tôi biết. Dừng, tôi còn chưa nói gì mà. Những gì cậu muốn nói đều vẽ hết trên mặt của cậu rồi. Có phải cậu muốn hỏi Tiết Nham thích thứ gì, muốn ăn gì, làm thế nào để có thể theo đuổi Tiết Nham? Đúng,
nói cho tôi biết đi. Tiết Nham là một cô gái tốt, cậu không xứng đáng. Tôi không xứng, tôi đẹp trai vậy mà, tôi không xứng sao? Tiết Nham thích người con trai xuất sắc, có tài hơn cậu ấy, còn phải có khí phái nam tử nữa. Cậu thì không được, tôi không được. Chàng trai khí. Tiết Nham, có phải cậu bị kẹt xe trên đường không? Biết trước tôi đã đi đón cậu rồi. Giờ hay đúng giờ, tôi chưa bao giờ đến muộn. Là cậu đến sớm thôi. Tôi quá kích động. Cậu dẫn đường đi. Đi thôi. Hay lắm. Xem có hiểu không? Sư giả bảo vệ người đẹp đến rồi. Cái gì? Sư giả bảo vệ người đẹp về. Đi đi đi. Đồ quỷ gì vậy? Dạo gần đây chẳng phải gì chuyện của mấy tên biến thái sao? Mọi người chẳng phải đều biết tất cả các bạn nữ trong trường băng qua chúng ta hiện giờ đều thuộc đối tượng có thể bị tên biến thái quấy rối. Cậu đó chỉ bảo vệ duy nhất một mình bạn Tôn Tinh. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, giả tâm nham hiểm nha. Vương Trí Diễn, cậu không nói linh tinh cậu khó chịu sao? Nhưng câu này nói đi cũng phải nói lại. Tôn Tinh đúng là một cô gái tốt, dốc dáng cũng xinh đẹp, tính tình lại tốt bụng. Quan trọng nhất là bố cô ấy là nhân vật đức cao vọng trọng của Viện Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Quốc gia. Cậu muốn ăn đòn rồi phải không? Đừng nói chuyện có hay là không có nữa, uống nước đi. Tức giận rồi sao? Cảm ơn lớp trưởng. Lên giường đi ngủ thôi. Đồng phố, cho cậu đè. Cảm ơn. Lớp trưởng, cậu cứ nghĩ thử xem làm thế nào để tỏ tình với Tôn Tinh. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Cậu không uống sao? Tôi không uống. Mình kể cậu nghe một câu chuyện cười nha. Thì là trên TikTok có một bạn, cậu ấy bị mất trí nhớ. Sau đó cậu ta không nhớ gì hết. Bác sĩ hỏi cậu ta nhớ được gì. Cậu ta nói bản thân Tôn Tinh, lớp trưởng gặp chuyện rồi. Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Mình dẫn cậu đi. Nhanh, đi thôi, nhìn lên. Không được, cậu phải nói cho thật hay. Phải biểu hiện thật tốt với Tôn Tinh. Lớp trưởng, lớp trưởng. Cậu cẩn thận một chút. Thật quá bất cẩn. Nhanh ngồi xuống đi, ngồi đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Sao cậu lại đến đây, cậu nói xem. Lớp trưởng, cậu không sao chứ? Sao lại đến nông nỗi này? Cậu ấy chơi bóng bị thương đó. Đúng vậy. Chẳng phải vừa rồi mấy người chúng tôi chơi đánh bóng, sau đó tôi nhảy lên để bỏ bóng vào rổ. Hai chúng ta hẹn hò nha. Sau đó lúc tiếp đất bị trượt chân một cái, đứng không vững nên bị ngã. Đúng đúng đúng, đúng là như vậy. Hai chúng ta hẹn hò nha. Vì thế cậu có thể đừng tùy tiện chạy tôi ra bên ngoài thế chứ. Sau này có chuyện gì xảy ra nhất định không được một mình buồn phiền. Nếu không tôi sẽ lo lắng. Tôi Bính Quy, cậu nói gì tôi nghe không hiểu. Tôi nói tôi thích cậu. Tôi muốn được ở bên cạnh của cậu. Cậu nghe rõ chưa hả? Nghe rõ rồi, vậy được, đi thôi. Đi đây, nhưng để đã. Chân của cậu không sao sao? Chân cậu không sao hả? Đau quá đi, dìu tôi. Nhanh dìu tôi về. Đau quá đi, cái chân này. Tôi đau quá đi, cái chân của tôi. Tôi Bính Quy, cậu dám lừa tôi. Tên phiền phức, cậu lừa tôi. Cậu sao vậy? Không sao. Vương Trí Diễn, là cậu bày trò phải không?
đừng sợ, ngoan, lại đây nào. Nào, không sao, lại đây. Ngoan, lại đây, đừng sợ. Lại đây nào. Lại đây. Lại đây nào. Chủ nhân của cậu đâu? Nào. Nào. Tiểu Bùi, cậu giúp mình hẹn Tiết Nham đi. Không thể nào, đừng có mơ. Con thuyền hữu nghị sắp lật rồi. Các đồng chí, xin lỗi nha, làm mọi người sợ. Là tôi vui mừng quá, tôi có một đề nghị. Tối nay chúng ta đi hát karaoke, tổ chức cho lớp trưởng một party thoát ế, thế nào? Được, được đó, được. Mọi người cùng đến hết nha. Tiểu Bùi, hai người đừng quên nha. Được. Cậu đi trước đi. Cậu đi trước đi. Lát nữa tôi đến thư viện, không thuận đường. Được rồi. Đi đi.